là gì làm nè, các ông ông quay hình tới sáng luôn, tôi không sai. Chứ mình đã đi dụng ra lớn. Con nghĩ là đúng là gì làm. Lúc nãy em nói chuyện với anh rất là nhỏ nhẹ luôn, anh nói bây giờ anh đụng nó. Sao anh đứng rồi, hiểu không? Giờ vô đây đứng đi. Sao nói đi. Để có quan tâm đứng rồi. Sai, không sai. Bắt được bảo vệ tôi. Anh ỉ vô là hả? Có nghệ sĩ là người ta sợ à? Tao đứng đây đụng, mình không chơi con em đi, mình có biết mà. Nghĩ là làm nghệ sĩ là sợ sợ người ta quay hình hả? Nghệ sĩ có làm không, sai đâu mà sợ. Nãy giờ em không hề quay nha, lúc ảnh okay, làm khó quá em mới tới. Đây sai thì tốt, pháp luật giải quyết. Đó, Trường Giang say xỉn đụng xe mình nát đít luôn giờ, giờ bảo là không có không đụng. Dạ, em ở đây. Giờ đây là có là giải quyết anh rồi. Dạ rồi. Đó, rồi. Phải đồng ý rồi chứ biết. Giờ anh muốn sao? Giờ anh muốn sao? Giờ anh muốn giải quyết công an đúng không? Giờ điện công an, rồi công an lúc này em đâu có đâu có nói, ông nói anh em mình vui vẻ với nhau cho thoải mái rồi. Không, mà vui vẻ, đi. Mà bây giờ sai trái đâu chứ mà vui vẻ. Thì sai trái. Anh muốn cắt dựng cái clip anh đó hả? Để cho anh biết là Trường Giang như vậy đúng không? Ờ, anh say xỉn này không có nói giải thích với anh nữa, không có nói nhiều. Cái say xỉn hay không á là công an giải quyết chứ anh cũng không biết. Nó không đem đâu nói gì đâu. Em nói bây giờ ảnh say xỉn anh nói chuyện như vậy thì anh thôi. Sai là ai sai thì tự đòi anh đồng chí phải giải quyết chứ. Anh mời các anh đồng chí giải quyết. Anh đang quay đi cắt dựng ta biết rõ ràng. Không hề, em đừng anh đừng có suy nghĩ nói cái kiểu mà quay người dựng. Anh ơi, giải quyết luôn anh ơi, giải quyết luôn. Vậy hả? Anh nói là anh sai á. Rồi công an nói sao, công an nói sao? Không, anh không quay nữa, anh mất lịch sự quá. Không sao, để anh quay đi. Anh đi đâu chứ.